rất là bàn uống nước kìa. Hai đứa rất là bầy bừa nhá, mẹ thấy hai đứa rất là bầy bừa nhá. Cậu ngồi đây xong cậu tự quay đi. Mẹ cái máy của mẹ đó. Mẹ cảm ơn con. Chứ thôi. Đợi mẹ đi. Đợi lại tí nữa. Con đón gọi bố ra ăn cơm nha. Bố làm gì vậy? Sù ơi. Sù ơi là Sù. Sấy tóc với anh đi. Tôi bảo sấy tóc với anh đi con.